Mở đầu là bản tin đến từ Nam Hàn cho biết là có 4 người đã bị tử vong sau khi va chạm với xe bọc thép của Hoa Kỳ. Tin chi tiết do thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn đưa tin, cảnh sát ở Nam Hàn cho hay là vụ va chạm giữa chiếc xe SUV và một chiếc xe bọc thép của Hoa Kỳ trong đêm 30 tháng 8 tại thành phố Pocheon, phía bắc của Hán Thành, đã làm cho 4 công dân Nam Hàn bị tử vong. Theo thông tin cho hay là hai cặp đôi người Nam Hàn đều ở độ tuổi ngoài 50, lái một chiếc xe thể thao đa dụng SUV đã tông vào một chiếc xe bọc thép của Hoa Kỳ vào khoảng 9 giờ 30 phút tối gần khu vực tập trận Rodriguez ở thủ đô Hán Thành của Nam Hàn. Các nạn nhân người Nam Hàn đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Trong khi đó, thì một lính Mỹ bị thương nhẹ và đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương để được điều trị. Tác động của vụ va chạm đã làm biến dạng động cơ của chiếc xe SUV đến mức không thể nhận ra, đồng thời phá hỏng đường ray bánh xích ở phía trước bên phải của xe bọc thép. Cảnh sát cho biết là những binh sĩ Mỹ trong chiếc xe bọc thép đang trên đường đến căn cứ của họ ở huyện Cheongrong thuộc tỉnh Gangwon. Con đường nơi xảy ra vụ tai nạn cũng thường được xe bọc thép Hoa Kỳ sử dụng. Công tác khám nghiệm tử thi đang được diễn ra. Cảnh sát muốn điều tra xem việc thay đổi người cầm lái trên chiếc xe SUV chỉ một vài phút trước khi tai nạn xảy ra liệu có liên quan gì đến vụ va chạm này hay là không.